207 trông Trinh hãng là một trong những mẫu bật lửa Zippo truyền thống. Thuộc top hộp quẹt Zippo được yêu thích nhất, 207 được gia công trên đề xước bụi cổ điển chống bám vân tay và hạn chế chảy xước. Nhìn chiếc Zippo 207 theo thời gian dài sử dụng vẫn mới như lúc ban đầu. Zippo 207 bạc xước vintage, sản phẩm mang nghệ danh chẳng bao giờ cũ vì được mạ lớp trôm dày, kết hợp màu kiểu bụi tạo cảm giác phong trần. Tổng thể Zippo 207 toát lên sự lịch lãm và xưa cũ, gợi nhớ những hoài niệm. Đặc biệt, lớp vỏ này tự che đi những vệt xước trong quá trình sử dụng hệ thống kháng gió tuyệt hảo lớp trông mạ từ ngoài vào trong tạo tổng thể đồng nhất sang trọng và thu hút ánh nhìn ruột thép không gỉ chịu nhiệt tốt chữ xăng lâu lên đến 15 ngày sử dụng hoặc có thể hơn thiết kế ruột tương thích khít với phỏ kim loại giúp hạn chế tình trạng bay xăng tự nhiên buồng đốt đời số mới nâng cấp lên đến 16 lỗ tròn thông gió cho phép lượng oxy vừa đủ đi vào chắn gió cực tốt với chiều cao bằng khoảng 2 phần ba ruột bắp bên trong là hàng chính phẩm được đặc chế cho bật lửa Zippo hiệu quả cháy cao chống gió tốt có dây đồng định hình giữ bắp thẳng đá lửa được đặc chế độc quyền cho bật lửa Zippo đem hiệu quả đánh lửa cao đá được làm bằng chi nổi bật với ưu điểm ít để lại bụi than sau khi dùng bên cạnh đó bánh xe được hãng khắc chéo đặc trưng cho độ nhạy khi đánh lửa hiếm thấy tại các dòng bật lửa khác hạn chế dấu vân tay khi cầm nắm nhưng vẫn giữ được sự bóng bẩy hiệu ứng những vệt sức tinh tế thay đổi theo góc nhìn thuộc dòng Zippo Classic nhưng không hề gây cảm giác nhàm chán. Kích thước của em này nhỏ tiện lợi bỏ túi quần jean hay túi sách, một phiên bản dễ dàng thao tác với chỉ bằng một tay, thuận tiện ngay cả khi lái xe mô tô. Hộp quẹt Zippo nổi tiếng toàn thế giới về độ bền bỉ, đừng quên sử dụng kèm xăng Zippo chính hãng để các bộ phận phát huy tối đa công năng. Gia công với bản lề trong năm chấu mang đến kết cấu chắc chắn, đầy nam tính. Người chơi có thể tùy chỉnh độ dơ của bản lề để thay đổi tiếng kêu. Em này cho thấy âm thanh trong và ngân vang ngay từ giây phút ban đầu hai mặt sức chân bóng vô cùng sang trọng. Bạn hoàn toàn có thể sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật cho riêng mình bằng cách khắc những hình ảnh ý nghĩa. Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm món quà cao cấp dành tặng cho bạn bè, đồng nghiệp hay sếp của mình thì 207 sẽ là gợi ý lý tưởng. Bật lửa zip bộ ambe kinh doanh tới tay người dùng đều được kiểm tra kỹ, cam kết chính hãng. Đời số mới và năm sản xuất có thể thay đổi tùy vào thời gian đặt hàng. Hộp giấy zip body kèm có thể sử dụng như hộp quà tặng, bên trong luôn có bộ giấy tờ hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn. Chính sách bảo hành trọn đời cho mọi chiếc zip vào bán ra. Có thể thấy, Zipbo 207 là chiếc bật lửa đi gió tiện lợi, vừa có ngoại hình tối giản chuẩn men, vừa sở hữu một hệ thống đánh lửa mạnh mẽ. Nếu anh em yêu thích dòng sản phẩm này có thể đặt hàng qua website của Ame hoặc liên hệ trực tiếp để nhận tư vấn ngay nhé. Anh nào yêu thích sản phẩm này, hãy để lại số điện thoại dưới phần bình luận, để tiết kiệm thời gian, các anh hãy gọi tới các số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, mã sản phẩm là 207. Cảm ơn các anh đã xem hết video hẹn gặp lại các anh trong các video lần sau